bếp ga Nhật thông minh tự động khóa ga và tắt lửa khi nồi cạn nước các anh chị ạ. Dạ vâng, những cái chiếc bếp ga mà các anh chị đang nhìn thấy ở trước màn hình này hoàn toàn là những chiếc bếp ga Nhật bãi nha các anh chị nhé. Những chiếc bếp ga Nhật đã qua sử dụng rồi. Tuy nhiên về độ mới thì những chiếc bếp này, chiếc bếp nào cũng đạt độ mới từ 90 cho đến 95% nha các anh chị nhé. Độ mới 90 cho đến 95% luôn. Đấy, và em sẽ chia sẻ chi tiết cho các anh chị để các anh chị thấy được độ mới của những cái chiếc bếp này. Dạ vâng, các anh chị đang xem bếp trên kênh Hàng Nhật Bãi Giá Rẻ Em Ai và trên kênh Bếp Nhật An An. Các anh chị vào xem bếp, vào xem video thì ủng hộ em một đăng ký kênh, ủng hộ em một lượt like nha các anh chị ơi. Em sẽ chia sẻ chi tiết cho các anh chị những các cái mã bếp cụ thể để các anh chị có nhiều cái sự lựa chọn nhé. Nhà em bên cạnh những chiếc bếp có lò nướng thì có cả những cái dòng bếp không lò nướng để có các anh chị mình có nhiều cái sự lựa chọn. Nếu như các anh chị chỉ thích một chiếc bếp đơn giản không lò nướng thì nhà em cũng có nha các anh chị nhé. Đấy, và em sẽ lên cho các anh chị cái mã đơn giản đầu tiên. Mã này sẽ ký hiệu là mã M1 nha các anh chị nhé. M1, một chiếc bếp đến từ thương hiệu bếp Zinai. Một thương hiệu bếp Zinai, công tắc bật bếp là dòng phím nhấn này các anh chị này. Công tắc bật bếp là dòng phím nhấn đề như thế này. Hai bếp nấu phía trên có chức năng chống cháy, cạn nước, bếp tự động tắt lửa bếp tự động khóa ga nha các anh chị nhé. Hai chiếc bếp thông minh có chức năng chống cháy, cạn nước, bếp tự động tắt lửa bếp tự động khóa ga, chống cháy nồi. Đấy, một chiếc bếp về độ mới 90%, màu ghi sáng rất là đẹp này các anh chị này, màu ghi sáng nhé. Đấy, thành vách của chiếc bếp này cực kỳ đẹp luôn, không hề cấn móp, không hề hoen gì nha các anh chị nhé. Đấy, các anh chị nhìn này, thành vách đẹp nha. Tim cảm biến chạm đáy nồi, đo nhiệt độ nồi. Khi mà nhiệt độ nồi đạt từ 200 đến 250 độ C là bếp sẽ tắt lửa và khóa ga. Công tắc bật bếp là phím nhấn như thế này, rất là đơn giản và dễ sử dụng. Ở phía dưới sẽ có khóa trẻ em. Đấy, đảm bảo cái sự an toàn cho nhà mình nếu như nhà mình có trẻ nhỏ nha các anh chị ơi. Đấy, và đối với cái dòng phím nhấn các anh chị sẽ chỉnh lửa to nhỏ ở đây nhá, cần gạt lửa to nhỏ ở đây nha các anh chị ơi. Đấy, thương hiệu bếp là thương hiệu bếp Zinai. Đấy, một chiếc bếp mà cực kỳ đẹp, chức năng đơn giản. Mẫu này em bán cho các anh chị với giá là 2.300.000 đồng. M1 nha các anh chị nhé. M1 2.300.000 đồng nha các anh chị ơi. Bên cạnh cái dòng đơn giản, em cũng có cái dòng bếp kính đơn giản này các anh chị này. Bếp kính, mẫu bếp kính này thì cũng chỉ có hơn 2 triệu thôi các anh chị ạ. Chỉ có hơn 2 triệu thôi. Mẫu mặt kính chấm bi nha các anh chị nhé. Mặt kính chấm bi, nếu các anh chị ưng cái mẫu này thì các anh chị chụp màn hình giúp em. Mẫu này là dòng mặt kính chấm bi này các anh chị này, họng là họng gang đúc nguyên khối nha các anh chị nhé. Riêng với dòng họng gang đúc nguyên khối như thế này, các anh chị nấu cực kỳ bền này, gọi là siêu bền cho em nha các anh chị ơi. Siêu bền luôn. Mặt kính chấm bi màu hơi nâu nâu. Khay nướng sẽ là khay nướng 2 tầng lửa. Các anh chị sẽ hẹn giờ được 15 phút. Hẹn giờ được 15 phút cho khay nướng này. Và khay nướng là 2 tầng lửa. Đấy, các anh chị thấy có đẹp không ạ? Đấy. Bếp nấu thì các anh chị hẹn giờ được 3 phút, 10 phút. Còn có cái chế độ tự động nấu cơm, nấu cháo và nấu nước các anh chị nhé. Cài đặt nhiệt độ 160, 180, 200. Đây là một chiếc bếp kính full chức năng mà giá chưa tới 3 triệu. Mẫu này em bán cho các anh chị với giá là 2 triệu 700 nghìn thôi. 2 triệu 700 nghìn. Giá này là giá của một chiếc bếp kính bình dân nha các anh chị nhé. Giá này em đã bao ship rồi và tặng kèm các anh chị một đôi pin. Thì các anh chị nếu mà ưng cái mã này thì chụp màn hình giúp em nhé. Chụp màn hình giúp em ạ. Em tiếp tục chia sẻ đến các anh chị mã bếp M2. Dòng này em rất là tâm đắc này các anh chị này. Mẫu này sẽ là dòng khủng long mặt đá nha các anh chị nhé. Khủng long mặt đá, đây là cái mẫu duy nhất sở hữu họng gang đúc nguyên khối nha các anh chị này. Họng là họng gang đúc nguyên khối và bo lửa là bo lửa bằng đồng. Đây là cái mẫu duy nhất nha các anh chị nhé. Duy nhất sở hữu họng gang đúc và bo lửa bằng đồng. Nên nếu như các anh chị cần một chiếc bếp nồi đồng cối đá độ bền cao thì các anh chị nên lấy cái mẫu nồi đồng cối đá này nhá. Mặt của nó là mặt đá màu be này các anh chị này. Mặt đá màu be be ấy. Màu hơi be be này các anh chị nhá. Các anh chị nhìn này, cực kỳ đẹp luôn, cực kỳ đẹp nha các anh chị nhé. Mặt đá nồi đồng cối đá mà giá bình dân. Mẫu này sẽ là hai đồng hồ bếp nướng 15 phút, đồng hồ bếp nấu hẹn tối đa là 99 phút còn tối thiểu là 1 phút nhé. Bếp sẽ có chế độ tự động nấu nước, nấu cơm, nấu cháo này. Rồi cài đặt nhiệt độ 160, 180, 200. Khay nướng sẽ là khay nướng 2 tầng lửa và khay nướng điện tử nha các anh chị nhé. Tức là cái khay nướng chọn cái chế độ nướng theo cái chế độ nướng thiết lập sẵn của người Nhật rồi. Đấy, mẫu bếp
mặt đá phun chức năng, nồi đồng cối đá, hai đồng hồ riêng biệt của bếp nấu và bếp nướng, sở hữu bo lửa đồng nguyên khối, họng gang đúc. Mẫu này em bán cho các anh chị với giá là 4.800.000. 4.800.000 M2 nhé các anh chị nhé. Và các anh chị ưng mã nào thì nhớ chụp màn hình cho em, hoặc là nói với em rằng mặt đá khủng long hai đồng hồ là em biết để em bán cho các anh chị nha. Mã thứ ba em lên cho các anh chị sẽ là một dòng bếp kính VIP này các anh chị này. Dòng này là dòng bếp kính VIP đến từ phiên bản GTS 61 nhé các anh chị nhé. GTS 61 này, cái phiên bản này cái mặt của nó rất là đẹp luôn các anh chị ơi. Cái phiên bản mặt rất là đẹp này các anh chị, bo viền xung quanh lại bằng inox, và mặt bếp này các anh chị nhìn cho em cái mặt bếp này. Mặt bếp cực kỳ sang trọng nha các anh chị nhá. Kiềng inox, bếp chắn dầu inox này. Đấy, một chiếc bếp có cái mặt rất là sang trọng luôn nha các anh chị. Mẫu này là dòng cảm biến đáy nồi. Nếu như không có nồi đặt lên, các anh chị sẽ không bật được bếp đâu. Các anh chị nhìn này, cảm biến đáy nồi này. Không có nồi đặt lên, bếp không cho nấu nha các anh chị nhá. Đấy, không có nồi đặt lên, bếp không cho nấu. Khay nướng hai tầng lửa và là khay nướng điện tử nha các anh chị nhé. Khay nướng điện tử, khay nướng được thiết lập chế độ nướng theo chế độ nướng của người Nhật nha các anh chị nhé. Đấy, thì gọi là khay nướng điện tử này. Khay nướng các anh chị hẹn được 15 phút. Đấy, anh chị nhìn cái khay nướng này. Khay nướng vị nướng này, rất là đẹp nha các anh chị nhé. Rất là đẹp luôn. Khoang nướng sạch sẽ rộng rãi này. Rất là đẹp nha các anh chị nhé. Khay nướng hai tầng lửa hẹn 15 phút. Bếp nấu thì các anh chị sẽ có chế độ tự động nấu nước, nấu cơm, nấu cháo, cài đặt nhiệt độ 160, 180, 200. Có tự động nấu nước, nấu cơm và đồng hồ hẹn giờ bếp nấu là 90 phút. Một chiếc bếp full inox. Một chiếc bếp full inox rất là đẹp luôn. Rất là đẹp nha các anh chị nhé. Mẫu này em bán cho các anh chị với giá là 5 triệu đồng. 5 triệu đồng đi. 5 triệu thôi, em bán mẫu này cho anh chị 5 triệu đồng M3 nha các anh chị nhé. M3 5 triệu đồng. Giá này em đã bao ship và tặng kèm anh chị một đôi pin. Chia sẻ tiếp cho các anh chị mã tiếp theo, mã bếp tiếp theo em ký hiệu là M4 nha các anh chị nhé. M4 này các anh chị có thể quan sát thấy cái bo lửa này, bo lửa đồng vàng nguyên khối siêu siêu đẹp luôn các anh chị ạ. Đây các anh chị nhìn này, bo lửa cực kỳ VIP, cực kỳ đẹp nhá, cực kỳ đẹp luôn. Đây, cực kỳ đẹp luôn này. Cực kỳ đẹp nhá. Mặt kính này các anh chị này. Mặt kính này. Đấy, mặt kính rất là đẹp luôn. Đấy, bo viền xung quanh là bằng inox này, kiềng inox nhá. Mặt kính sọc đen, mặt kính sọc đen này. Đấy, cực kỳ đẹp nhá. Cực kỳ đẹp luôn nha các anh chị nhá. Khay nướng sẽ là khay nướng 2 tầng lửa và hẹn giờ 15 phút. Bếp nấu các anh chị cũng hẹn giờ được 90 phút. Tự động nấu cơm, nấu cháo, nấu nước và cài đặt nhiệt độ 160, 180, 200 nha các anh chị nhé. Một cái phiên bản full chức năng, một cái chiếc bếp mặt kính full chức năng, bo viền xung quanh bằng inox, siêu đẹp luôn. Siêu đẹp, mã này em bán cho các anh chị với giá là 4.200.000. 4.200.000 đồng nha các anh chị nhé. Em chia sẻ tiếp đến các anh chị một cái mẫu bếp giọt nước nha các anh chị nhé. Mẫu này sẽ là M5, dòng bếp giọt nước này các anh chị này. Mặt kính màu nâu, mặt kính màu nâu nha các anh chị nhé. Mặt kính màu nâu này, họng gang đúc nguyên khối này các anh chị này. Với cái họng gang đúc nguyên khối này thì các anh chị gọi là nấu siêu bền luôn, siêu bền luôn nha các anh chị nhé. Dòng này là dòng họng gang đúc nguyên khối, thiết kế giọt nước này. Thiết kế giọt nước nha các anh chị nhé. Mẫu này thì khay nướng điện tử, hẹn giờ được 15 phút. Đấy, khay nướng 2 tầng lửa, có đồng hồ hẹn giờ nha các anh chị nhé. Còn bếp nấu thì các anh chị sẽ hẹn giờ được tối thiểu là 1 phút và tối đa là 99 phút. Đấy, cài đặt nhiệt độ 160, 180, 200. Nấu nước, nấu cơm và nấu cháo này. Một cái phiên bản mặt kính giọt nước siêu đẹp của nhà Norit nha các anh chị nhé. Nếu như các anh chị thích một cái chiếc bếp mặt kính thiết kế như thế này thì các anh chị lựa chọn mẫu này cho em nhé. M5 mẫu này em bán 5.400.000. 5 triệu 5
5.400.000 đồng nha các anh chị nhá. Đấy, video hôm nay em quay cho các anh chị toàn là những cái mẫu bếp rất là đẹp và hàng tuyển chọn xuất sắc của bên kho nhà em này. Nếu như các anh chị thấy mình phù hợp với mẫu nào thì chụp màn hình gửi vào Zalo giúp em nhá. Rồi, cảm ơn các anh chị đã đón xem hết video của em ạ. Xin chào và hẹn gặp lại các anh chị trong những video tiếp theo.